hoàn cảnh làm sao mà vợ test về tâm lý hay sao đó, rồi mới nhảy lầu tự giận ôm theo bé nữa. Rồi bé chuyển lên Chợ Rẫy được 2 ngày chuyển qua bên bệnh viện Nhi Đồng đã tử vong. Còn mẹ thì đa chấn thương đang cấp cứu bên bệnh viện Chợ Rẫy. Dạ, giờ anh Sơn sẽ gửi cho bé một chút bánh, một chút sữa để cho bé nghe cả nhà. Thì do bé ở mấy ngày rồi, mất mấy ngày rồi, thì giờ để cho bé ít bánh, ít sữa để bé có dùng thì bé dùng ha cả nhà. Thì nít mà thì cũng thích bánh trái, kẹo đồ, thì mang team cũng đã có chuẩn bị. Để cho bé mấy bịch sữa rồi bánh trái đem theo cho bé. Em Sơn cũng đang lên đưa cho bé. Bây giờ hai anh em cũng đã lên tới được cao tốc ngay cả nhà. Đây, lên tới đường cao tốc của Sài Gòn Tiền Giang rồi. Giờ tiếp tục lên đường. Thôi giờ thôi lên đường về thành phố Vĩnh Long trước, gặp công an của thành phố Vĩnh Long xác nhận là một lần nữa rồi mới đưa bé về quê nhà nha mọi người.
Rồi xin mời quý khán giả và các mạnh thường quân trong và nước cùng đồng hành với hai anh em trong ngày hôm nay nha. Đi hả, chọt mũi ghét sổ mũi luôn rồi cả nhà. Hy sinh hai cái lỗ mũi nữa đó. Nào cũng vậy, trước khi đi tỉnh là mấy anh em phải hy sinh hai cái lỗ mũi, điều đầu tiên mới đi được, mới đưa được bà con và về quê. Rồi đi thôi nghe cả nhà ơi. Rồi kính thưa quý vị khán giả, giờ em và anh Sơn cũng đã vô tới được địa phận của thành phố Vĩnh Long nha cả nhà. Vô đây cũng qua mấy cái trạm, mấy cái chốt. Nói chung là mấy anh ở đây cũng không có làm khó dễ gì. Đi xuống hỏi có đầy đủ giấy tờ hay không hay như thế nào dẫn cho đi nha mọi người. Giờ sẽ hai anh em sẽ chạy tới bệnh viện đa khoa của thành phố Vĩnh Long gặp gia đình của bé và để cho công an thành phố Vĩnh Long xác minh một lần nữa, rồi sẽ đem thi thể của bé về bên lò thiêu của Vĩnh Long luôn nha mọi người. Đường ở dưới quê nói chung là cũng vắng. Rồi xin mời quý vị khán giả cùng các mạnh thường quân trong ngoài nước đón theo dõi tiếp tục nha mọi người. Cũng gần tới bệnh viện rồi. Rồi kính thưa quý vị khán giả, giờ Mang Tim và anh Sơn cũng đã gần tới bệnh viện rồi nghe cả nhà. Qua dòng xe đã tới rồi, giờ để em điện cho người nhà ra đón. Đây, trước mắt của quý khán giả là bệnh viện của thành phố Vĩnh Long nằm bên tay phải mình luôn. Giờ em sẽ điện cho người nhà. Alo. Anh ơi, em tới ngay cổng rồi nè, anh ra đón giùm em cái nha. Dạ. Gước gước bé vô giùm em cái. Hả? Anh ra cổng gước bé vô giùm em cái, em đang ở khoa cấp cứu luôn nè, cổng cấp cứu á. Alo. Biết gì đi không? Anh đang đi ra nè. Dạ. Rồi. Xe em đang đậu trước nha. Dạ. Rồi thì giờ em cũng đã điện cho người nhà xong. Giờ sẽ chờ người nhà ra đón nha mọi người. Thì ghé đây cho mấy anh công an xác minh gì đó rồi mới đưa cháu về nhà nha mọi người. Thôi. Đây là bệnh viện Vĩnh Long. Rồi, thấy không? Rồi mọi người cố gắng chờ trong giây lát nữa nha. Đợi người thân của cháu bé ra đón cháu vô. Rồi giờ người nhà cũng đang đón ở cổng cấp cứu thì giờ hai anh em cũng chạy xe vô luôn nha các mọi người. Trước mặt mọi người là cổng của bệnh viện Vĩnh Long. Chạy đâu anh? Lại đâu đây? Tự nhiên chạy chỉ đẳng đẳng không biết đâu luôn. Phải đợi người nhà qua dẫn đường vô anh. Tắt cái đèn chớp nha anh. Chờ trong cái giây lát nha mọi người.
Dạ. Anh điện công an chưa? Em có điện bên công an rồi. Dạ, anh nói họ xuống hả? Dạ, thì bên công an nói là để họ sắp xếp mà họ xuống. Hồi nãy em có điện trước một tiếng rồi. Dạ. Dạ, anh cho em hỏi anh là người về nhà của bé đó không? Dạ là chú. Chú hả? Dạ. Thì giờ anh lên đây đón bé hay sao? Dạ không, anh... Ủa, hồi anh không có đưa về dưới hả? Em sẽ đưa về dưới luôn. Dạ. Ờ, nhà bé ở đâu anh? Dạ em đưa về dưới, ở dưới Vũng Liêm, ở dưới ngay chỗ chùa, anh thiêu bé. À, đưa bé về Vũng Liêm? Dạ. Ờ, đi thiêu luôn? Dạ. Ờ, mình thiêu giờ luôn hay là để sáng thiêu? Dạ sáng mới thiêu, tại vì giờ lò thiêu với nó cũng có đang thiêu, thì làm sáng mới thiêu được. Ờ. Hồi lúc bé với mẹ là sanh đây luôn hay sao? Dạ sanh ở đây. Sanh đây luôn. Rồi gia đình của bé như thế nào, anh có thể tâm sự với tụi em chút được không? Gia đình của bé thì cũng bình thường, cha mẹ cũng đi làm thuê bình thường vậy đó. Dạ. Cũng đi bẻ dừa rồi làm cam rồi kia rồi. Dạ. Rồi hả, cái thu nhập của mẹ bé rồi gia đình như thế nào? Anh có thể đứng quay đằng sáng. Thì ảnh đi làm thì tới tháng rồi mới đi làm, bây giờ thì tới tháng. Còn đợt không gài thì không có làm nữa, tại vì dịch này nên đâu có đi đâu được, không có được đi bẻ cho người ta. Đi bẻ ở trong xã rồi. Còn bên xã khác thì đi. Thì trước cái tình hình của bé như vậy đó, thì vợ chồng ảnh có như thế nào không? Ảnh thì giờ thấy gầu quỷ đó nhà gì đó. Gầu quỷ đó mà. Thì anh có biết là cái nguyên nhân dẫn tới câu chuyện như vậy không? Là bác sĩ nói là do sau sinh đó, rồi mổ rồi bị chết đó. Chị mổ rồi bị chết. Dạ. Thì sẽ chết rồi nên nó nói gì? Dạ. Gia đình của anh được mấy bé mà? Dạ được hai bé, một bé lớn khi học lớp 10. Bé đi học lớp 10, bé này mới sinh. Dạ. Thì bé còn bé học lớp 10 ấy, năm nay còn học hay là đã nghỉ để phụ giúp gia đình à? Dạ cũng còn học, đợt này cũng hên, chỉ bé có bầu vậy đó, nó nghỉ Covid nè, cho nên nó nhà nó làm công chuyện không. Dạ đúng rồi. Dạ. Thì giờ mình đưa bé về bên lò thiêu, rồi dạ. Tẩn liệm đó. Dạ. Thì sáng mới để cho thiêu. Dạ. Rồi mình ở đối với bé luôn hay là sao? Thì mình gỡ vô trong đó, có người ở đó người ta sẽ dựa. Rồi mình chỉ giờ hồi chút xíu nữa mình đưa bé về đó. Dạ. Rồi tẩn liệm xong. Dạ. Thì để bé đó rồi mình về hả? Không biết ở dưới đó nữa, tại vì người ta nói giờ chở bé xuống dưới trước đi rồi người ta sẽ dẫn mình làm. Vậy đó hả? Dạ. Rồi anh có điện liên hệ bên công an gì chưa? Dạ công an ở đây hả? Hay là dạ an? Đúng rồi, công an ở đây. Ở đây thì không, anh không nói là kêu mấy anh xuống rồi anh điện rồi. Dạ. Thì nãy em có điện rồi thì bên phía công an nó đợi chờ gì nữa. Nó không biết làm thủ tục gì nữa đó. Thì để mới đưa bé về bên Vũng Liêm. Dạ. Thì ấy thì mình phải đợi thôi. Dạ. Cho đúng thủ tục. Chắc không biết đó phải không? Rồi. Mà cái chuyện xảy ra là anh biết ở đâu không? Ở dạ. Hồi sao hay ở đâu? Anh nghe cho cái bụi bông đó. Làm mấy người kia chỉ. Ngay cái trụ đèn vô mấy cái cây luôn hả? Ngay hàng không bụi bông thấp đây nè. Ngay kia đó tôi vô đèn. Ngay cái bụi bông đó. Có bông mùa gà đó. Rồi nhảy từ ở trên đó đó. Trên lan can ở trên đó. Là chỉ nghe mấy chú bảo vệ nó thôi, tại vì em cũng vô. Nhảy chơi chừng ngay chỗ chắc cửa sổ ngay đó. Dạ. Nhảy xuống đây. Dạ. Cũng khá là cao từ lầu 3 xuống. Thì em cũng không biết nói gì hơn, cũng chia buồn với gia đình thôi. Dạ. Tại vì hả, chuyện này thì nói cũng không ai mong muốn hết. Dạ. Thì tai nạn coi như là cũng như là tai nạn thôi, như là thi hữu. Dạ. Thì mong gia đình cố gắng lo lại cho chị. Được phần nào hay phần đó, còn nước còn tát thôi. Dạ, cảm ơn. Dạ, dạ. Vậy là có anh lên đây ở dưới còn ai nữa không? Dạ. Ngay chỗ chùa còn ai nữa không? Hay là chỉ có không, lên anh à? Ở chùa, hồi mình đi xuống dưới chùa không lên. Vậy đó hả? Dạ. Thôi, vậy mình cố gắng mình đợi bên phía công an
cô lên đây còn làm gì nữa không thì mình đưa bé về quê ha. Dạ. Rồi dạ. Ok. Rồi thì kính thưa quý vị khán giả, giờ mình phải chờ nghe mọi người. Chờ bên phía công an xuống giải quyết rồi mới được đưa bé về. Một câu chuyện nghe cũng khá là buồn khi chị mổ bị nói chung là bị xì chép thì dẫn tới câu chuyện như ngày hôm nay. Thì mong rằng mà ai mà đang có vợ mà đang sanh nở thì cố gắng những anh chồng ở kế bên lo cho vợ mình thật là tốt để không bị những tình cảnh như thế này nữa nha mọi người. Thì trong lúc vợ mình sanh thì cái người kề cạnh bên vợ mình nhất đó là người đàn ông. Lúc nào vợ mình cũng muốn người chồng luôn bên cạnh mình, luôn chăm sóc mình trong những lúc khó khăn nhất, những lúc mà nghiệt ngã nhất thì người chồng luôn là bờ vai vững chắc để cho những chị em tựa vào như là lòng tin của các chị em. Nên các anh chồng hãy cố gắng, dù có giận trăm gai ngàn đúc gì đó thì trong những lúc mà vợ mình bị sanh thì cố nén lại hết tất cả để chia sẻ với vợ mình một phần nào đó để giúp vợ mình qua những cái bị xì chết rồi dẫn tới suy nghĩ nhiều cái nó không mong muốn. Thì mong mấy anh cũng hiểu, tại vì em nói chung em cũng là có vợ rồi thì cũng phần nào biết, nên tâm sự với mọi người thì có gì nói không đúng thì mong mọi người bỏ qua cho mang tim. Thì duyên mang tim có những suy nghĩ như vậy, nên mọi người có gì con nó thấy mang tim nói sai á thì cứ góp ý kiến cho mang tim sửa ha mọi người. Thì trong lúc chờ đợi thì tâm sự với cả nhà một chút, thì chờ bên phía công an vô giải quyết. Thì chắc cũng hồi nãy mang tim cũng đã điện trước một tiếng rồi thì chắc cũng đã gần tới, nên mong quý vị khán giả hãy cố gắng đợi trong giây lát nữa nha. Rồi kính thưa quý vị khán giả, thì giờ bên phía công an cũng đã tới ở đằng xa có mọi người. Thì tại do cũng có hình sự, có bên pháp y của thành phố Vĩnh Long nên em cũng không thể nào tiếp cận quay cho mọi người nghe câu chuyện thật hư như thế nào, thì chỉ đứng từ xa và thuyết trình cho mọi người nghe thôi, chứ không thể nào mà lại gần quay trực tiếp cho mọi người biết được, nên mọi người thông cảm. Thì bên pháp y và bên công an Vĩnh Long cũng đã tới rồi, thì mong quý vị cảm quý vị giả chờ trong giây lát nữa coi tình hình như thế nào, rồi đưa bé có đưa bé về quê liền hay không ha mọi người. Thì mong mọi người chờ trong giây lát nữa nha. Giờ sẽ đi theo bên phía công an Vĩnh Long đem cháu xuống nhà xác nha mọi người, chưa được về nhà nữa. Rất là tội nghiệp bé đã mất 3 ngày rồi, ngày hôm nay là ngày thứ 3 về, đi ghé lại đây không biết bao lâu nữa đây. Mong rằng bé sớm được về nhà gặp mọi người trong gia đình. Chạy tới luôn nha, bỏ đâu đi rồi thế đâu đây đi. Rồi thấy giờ anh người ta bỏ cháu anh ở trong đây luôn rồi không cho đem về rồi sao? Đâu có hỏi anh công an, anh có nói mà, anh có nói có vấn đề gì anh sẽ điện. Hồi nãy em hỏi là người ta nói là để bé ở đây là chưa cho phép đem về á. Ủa sao vậy?
Thì nãy em hỏi mấy chú ở đây thì mấy chú ở đây nói là chưa bỏ vé, tạm thời bỏ vé ở đây, chưa phép chưa cho về đó. Anh xuống anh coi hỏi sao. Anh người nhà anh xuống đây đại đi, có gì đâu anh sợ. Trời ơi, cháu cho cháu anh mà. Để hồi chú công an có điện lại không rồi em tính. Dạ. Mà người ta nói với anh sao? Anh xin số điện thoại của anh rồi. Nhưng mà người ta nói với anh sao, là có đưa cháu bé về liền hay không hay như thế nào? Dạ không, người ta nói là người ta khám tử thi rồi cho về. Vậy là khám nghiệm tử thi là từ chừng nào khám nghiệm tử thi, thắm liền hay là để ngày mai hay như thế nào? Không có, người ta khám liền đó. Rồi anh không xuống đây, anh không coi cháu như thế nào, nhưng anh bỏ cháu mình đã vậy. À, anh coi giùm em có dám xuống dưới. Trời ơi. Thôi được rồi. Rồi dạ, anh cứ... làm ơn giùm em đi. Rồi dạ rồi, anh cảm ơn anh. Trời ơi, cả nhà ơi, là cậu ruột, là chú ruột luôn, nhưng mà không chịu xuống đây coi tình hình của cháu như thế nào hết, bỏ mình luôn, không biết nói sao hơn luôn, bó tay. Rồi kính thưa quý vị khán giả, giờ thì người nhà không sợ, không chịu đưa bé vô nhà xác để cho bên phía công an sẽ làm tặng làm phẫu thuật cho bé để sớm mau về, thì ban tim sẽ ẩm bé vô trong và cho người ta khám nghiệm tử thi để đưa bé về sớm. Thì trong đó thì em có kêu người nhà vô để chứng kiến cho tụi em làm, thì ban tim cũng đưa bé vô và mặc đồ bảo hộ đưa bé vô nha mọi cả nhà. Thì mong quý vị khán giả đón xem nha. Thưa quý vị khán giả, thì giờ mang team cũng đã đưa được cháu bé vô tới phòng mổ để cho các anh bên pháp y phẫu thuật cho bé và chẩn đoán xong rồi sẽ đưa bé về quê. Nhưng mà nói chung là rất là buồn, tại vì bé còn quá nhỏ, mới có mấy ngày tuổi à, mà còn phải dùng cái dao kéo làm sao thân xác bé, tại vì bé mất cũng đã mấy ngày rồi chứ không phải là ở đây, mà bé còn nhỏ quá mà còn phải dùng tới dao kéo mổ phẫu thuật hết tất cả những gì tới thân xác của bé. Thì dành nói chung là rất là đau, không biết nói sao hơn. Thì do gia đình không dám ẵm bé vô phòng mổ nên mang tim mặc đồ bảo hộ ẵm bé vô cho các anh phẫu thuật nhanh để còn đưa bé về nữa. Thì chút xíu nữa đây thì các anh phẫu thuật xong thì mang tim sẽ vô ẵm bé ra lại xe và sẽ đưa bé về bên Vũng Liêm. Thì cũng không biết nói gì hơn, mong cô hãy cố gắng lên, còn trong chừng 1 tiếng 2 tiếng đồng hồ nữa thôi là con sẽ được về tới nhà. Thì mong rằng con có sống linh chết thiên thì phải phù hộ cho chú và nó không biết nói gì hơn luôn, là phải phù hộ cho chú đưa con về nhà sớm nhất có thể nha. Giờ
đang mang tim đang ngồi chờ luôn, đây đang ngồi chờ trước phòng mổ luôn rồi cả nhà. Người nhà thì không dám ẩm vô luôn, kêu vô tới nhà xác cũng không dám luôn. Có ta giờ chờ đợi thân nhân luôn rồi, chắc cũng khoảng 1-2-3 tiếng hồ nữa sẽ có kết quả. Rồi kính thưa quý vị khán giả, thì giờ ở bên pháp y cũng đã làm xong xuôi cái khâu của bên công an, thì giờ sẽ tới anh em tụi con sẽ đưa cái quách xuống và tẩn liệm cháu ở tại đây luôn và đưa về bên chùa để may cho chùa thiêu cho cháu, để cháu được về với đất mẹ và gia đình. Thì giờ con và anh Sơn sẽ đưa cái quách xuống và chuẩn bị cái khâu tẩn liệm cho cháu nha cả nhà, rồi đem xuống đồ xong xuôi thì mang tim sẽ chạy đi vô đó ẩm cháu ra, sẽ làm tẩn liệm cho cháu luôn nha mọi người.
nãy giờ cái khâu tẩn liệm của hai anh em cũng đã xong. Tại do anh Sơn không mặc đồ là anh Sơn không có vô trong, nên anh Sơn không có mặc đồ. Còn tẩn liệm là do em làm, nên anh Sơn chỉ cầm máy, nên mọi người cũng thông cảm. Giờ em sẽ cởi đồ ra luôn nha cả nhà. Giờ mình anh đi xe riêng về hay sao? Anh đi xe riêng về phân, vậy anh dẫn đường cho tụi em nha. Ok. Rồi anh ra ngoài trước rồi chuẩn bị để xem cho ra. Rồi lên đường thôi cả nhà. Đi đưa cháu về quê nhà. Đưa cháu về quê nhà, quê đất mẹ, gặp ông bà, gặp anh chị em. Coi như là cháu không đủ duyên để sống ở cõi đời này nữa, thì giờ cháu đi thì mong rằng cháu sẽ gặp nhiều may mắn với ở kiếp sau nha mọi người. Giờ đi thôi nha, lên đường. Rồi giờ hai anh em sẽ ra khỏi bệnh viện của Vĩnh Long và đưa cháu về nha mọi người. Thật sự là em không ngờ là người thân trong gia đình, là cháu ruột của mình luôn mà sợ không dám vô. Ờ đúng rồi, ra cổng trước đi chờ. Vô thật sự em không biết nói sao hơn, nói thì tức mà nói không được luôn. Giờ ra cổng nha cả nhà. Thôi coi như là cháu cũng xong đi, cho cháu ăn nghỉ. Cũng nói chung là rất là buồn. Cháu thì mới có 7 ngày tuổi thôi, còn quá nhỏ, còn chưa biết nhận thức gì hết, mà đã mất rồi. Rồi còn phải sử dụng dao kéo lên người của bé nữa. Nói chung là rất là buồn. Cũng không anh tìm, không biết nói sao hơn. Thấy cháu vậy thấy tội nghiệp, rất là tội nghiệp. Anh tìm chỉ là tính là về cho địa phương xác nhận hay này kia thôi, chứ không phải là khám nghiệm tử thi. Nhưng mà về đây thấy khám nghiệm tử thi không biết nói gì hơn luôn. Cháu thì nó mới lớn thôi mà khám nghiệm tử thi mổ xẻ, giờ chờ người nhà ra dẫn đường cho mình về. Mong giờ về dưới cũng mọi chuyện êm xuôi, không có chuyện gì xảy ra. Giờ về nghe con, nghe con về nhà, về cùng với hai chú với người thân của mình. Sao lâu quá ta. Rồi mong quý vị khán giả, các mạnh thường quân trong và ngoài nước đón theo dõi khi em và anh Sơn đưa cháu về tới nhà nha, tới chùa gửi cháu đó, rồi mai sẽ đưa cháu đi. Dạ em nghe anh ơi. Ủa anh chạy ra chưa? Dạ dạ em chạy ra rồi, em đang đậu trước nè. Rồi dạ, dạ anh chạy ra liền. Dạ dạ, dạ. Rồi ok.
Trời ơi, xe mà chạy ngang gì không thấy luôn. Rồi, xin chào mọi người nha. Mọi người đừng có tắt màn hình nha. Chút xíu nữa sẽ tới nhà rồi, mọi người sẽ theo dõi tiếp nha cả nhà. Rồi, kính thưa quý vị khán giả, giờ hả, hai anh em cũng đã tới được chùa nha mọi người. Giờ đang vô chùa. Phía trước mình là có một chú đang dắt vô. Không biết chùa này tên gì đó, nãy không có hỏi. Để em xuống coi sao nghe cả nhà. Rồi, em xuống nha. Để cháu ở đây hả anh? Để đây là cho cháu nằm đây rồi sáng mới thiêu hả? Dạ, sáng mới thiêu, sáng làm lễ rồi mới thiêu. Sáng làm lễ rồi thiêu. Dạ. Vậy quay xe lại đi anh ơi. Em gật. Ủa anh có lấy cái hồ sơ? Không không, em chỉ lấy cái giấy xác nhận này kia thôi. Không, cái giấy của em bé anh gửi lại cho thầy. Dạ dạ được. Để chút xíu nữa em đưa cho thầy. Đâu, 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 đâu. Dạ anh đây giữ. Dạ để con đưa cho thầy. Vậy em gửi cái giấy này rồi coi. Đâu chút xíu nữa em, anh đợi chút xíu đi. Móc hết luôn anh ơi. Rồi lấy ngay vô. Rồi được rồi. Anh chọn qua lấy cái giấy cho em đưa cho thầy cái. Ủa thầy đây mà mình để cháu nó có ghế hay là kệ không thầy? Không để để tôi giấy cái người. Dạ cái giấy post tự đây. Còn cái giấy này là giấy của công an. Còn giấy này chắc thầy đưa lại cho gia đình quá, để sau này gia đình có cần thì ấy. Em và anh Sơn sẽ đưa bé Phương Nghi xuống và đi siêu luôn nha cả nhà. Thì mấy chú ở đây thì thấy thấy bé hoàn cảnh bé như vậy thì cố gắng đưa cho bé đi thiêu luôn trong đêm. Cũng rất là cảm ơn mấy chú ở đây ở thương bé, giúp bé Phương Nghi. Giờ sẽ đưa vô lò thiêu luôn nha mọi người. Rất là tội nghiệp mấy chú đêm khuya cũng cố gắng. Tại vì hả, nếu mà không thiêu liền á thì để qua đêm thì mà bé nằm đây một mình nữa nên không được. Thì mấy chú cũng thông cảm cho hoàn cảnh của bé, cũng tạo điều kiện thiêu bé trong đêm luôn. Giờ sẽ sắp xếp củi rồi thiêu cho bé luôn nha mọi người. Rồi cũng rất là mừng.
chứ để bé nằm lạnh lẽo ở đây mang tim thấy cũng không ấy, nãy giờ cũng điện người này điện người kia thì mong sự giúp đỡ của mọi người, thì cuối cùng mấy chú cũng thông cảm và cũng đã chấp nhận thiêu bé luôn. Rồi mai sẽ lấy cốt sau nha cả nhà. Anh xin chú mấy cây nhang đốt đốt cho bé. Dạ, Lê Nguyễn Phương Nghi. Dạ. Dạ. Mấy tháng? Dạ mới có 7 ngày tuổi rồi chú. Lê Nguyễn Phương Nghi. Dạ. Rồi. Lấy cái vỏ đó bỏ vô. Anh lấy cái vỏ đồ của bé bỏ vô đi, chừng nào sắp xếp đồ ấy xong. Sắp xong đi vỏ nha. Dạ đúng rồi. Thì mong rằng những gì mà con gặp ở kiếp này thì mong rằng kiếp sau con sẽ không như vậy nữa và sẽ được hoàn thiện hơn, được vui đùa như bao cái đứa trẻ khác, nghe không con? Dạ. Đấy, không thì mong con sớm về nơi cực lạc và sớm siêu sinh để kiếp sau con sẽ không gì nữa. Chưa đem lại giờ mấy chú cũng giờ mấy ông sẽ chuẩn bị củi lửa để thiêu cho con, thì con cũng lên thiên thì phù hộ cho mấy ông mò mạnh khỏe để giúp đỡ cho nhiều người nha con. Đồ của cháu không có chú cứ đem theo cho cháu hết luôn đi. Chỉ có một mình bé lẻ loi luôn nha các mọi người. Có một người chú mà người chú sợ nên không có lại gần. Thì em với anh Sơn thì thấy vậy thôi, cũng hai anh em cũng nán lại ở với bé trong những giây phút này để bé cũng có một những người tuy là hai anh em xa lạ nhưng mà thấy hoàn cảnh của bé như vậy thì hai anh em cũng không thể nào mà bỏ bé về nên ha, cũng ở gán ở lại đưa bé cái đoạn đường cuối cùng này còn một chút xíu nữa thôi, đưa con một quãng đường nữa, hai chú sẽ đưa con một quãng đường nữa rồi hai chú sẽ về lại Sài Gòn, thì mong rằng con ra đi thanh thản. Dạ đúng rồi chú.
con mẹ ơi, đừng bỏ con bơ vơ một mình. Đừng bỏ con mẹ ơi, hãy cho con được sinh ra đời. Con nào có tội tình chi mà sao không cho con bề mẹ. Đời con sẽ ra sao khi mai đây mẹ bỏ con đi. Đời con quá đau thương khi hiện tại con sẽ không còn. Đừng bỏ con mẹ ơi, con như mầm xanh trên cây, con như trôi non vô tội theo hoặc chờ từng giọt mưa sâu để nuôi con thêm lá khô. Con cũng rất là cảm ơn chú đã thương đồng cảm với bé. Hoàn cảnh này chú cũng thấy tội nghiệp ai con đáng thương. Dạ. Thì cũng giờ cũng như mình có cái tâm chút. Dạ. Làm gì cũng có cái tâm trước. Dạ. Chút đỉnh đâu có gì đâu. Dạ. Nó nói nó muốn làm cái gì. Dạ thì con cũng không có biết nói gì hơn, thì con rất là cảm ơn chú cũng đêm khuya. Cũng giờ cũng đã 1-2 giờ rồi, vất vả cho hai chú lại thiêu cho bé. Thì con cũng thay mặt gia đình bé Phương Nghi cảm ơn hai chú rất là nhiều giúp bé. Chứ để bé nằm một mình đây thì cũng không ai an tâm hết. Đúng rồi, để anh lo rồi bé nhỏ nữa. Dạ. Tới đi rồi mình cố gắng làm, tất cả anh em này cũng cố gắng làm. Dạ. Phước thiện thôi. Dạ. Đó 1-2 sao này tiền bạc thì cũng có chùa. Dạ. Đó thì ở chùa. Dạ dạ. Rồi chú cũng cảm ơn mấy con hết. Dạ dạ. Đi cho mình chơi. Dạ dạ. Sức khỏe dồi dào. Dạ. Đó đi, điều gì mình làm cửa phước thiện là cái tâm đó là cái phước nó sẽ đến tất cả hết. Dạ dạ. Thì chú cũng cảm ơn rồi. Dạ rồi con cảm ơn hai chú nhiều. Chúc gia đình hai chú không mạnh khỏe nha. Dạ dạ dạ. Rồi. Thì giờ em cũng đưa bé được về tới nơi, rồi cũng lo cho bé là thiêu đúng đàng hoàng. Thì giờ bé cũng đã coi như là hết duyên với gia đình đấy. Thì giờ bé ra đi.
thì mai anh lại đây lấy cốt bé về hay gửi chùa gì đó thì tùy gia đình, thì tụi em chỉ giúp được gia đình tới đây thôi, còn phần còn lại thì gia đình cố gắng lo cho bé. Thì em cũng chia buồn với gia đình, thì giờ em với anh tài xế này sẽ về. Dạ dạ rồi. Dạ. Cảm ơn hai chú nhiều. Dạ dạ. Thôi con dạ dạ. Dạ, dạ. Rồi con về hai chú ơi. Rồi xin kêu tiên phù hộ mấy con về tới nhà con lên chú nghe. Dạ dạ dạ. Thôi giờ về ngay cả nha. Lo cho bé vậy là nói chung là rất là mừng rồi. Ở lại đưa cho bé một quãng đường. Nói chung là không xa, không không đến nổi. Ra ngoài này luôn đi anh, ra ngoài này đầu lại tí đi anh. Đó, thì cả nhà thấy hoàn cảnh gia đình của bé rất là, em cũng không biết nói sao với gia đình luôn. Thôi thì thôi bỏ qua cái phần gia đình, mình giúp thì giúp cho cháu bé. Bây giờ cũng về nơi ăn nghỉ cuối cùng rồi, cũng lo hậu sự cho bé, cũng nói chung là được 90% rồi. Giờ cũng được 90% rồi. Thì giờ hai anh em sẽ cố gắng, giờ cũng là gần 3 giờ sáng, thì hai anh em sẽ quay về lại về Sài Gòn và tiếp tục nghỉ ngơi. Và mai sẽ có ca thì hai anh em sẽ đi tiếp. Thì anh Sơn có suy nghĩ hay là cảm nghĩ về về gì không anh Sơn? Nói lên Sơn. Cái gì không biết nói gì sao. Thế có suy nghĩ sao nói vậy đi anh? Thấy hoàn cảnh của bé tội nghiệp quá. Trước từ Sài Gòn về, về xong phải vô bệnh viện ở Vĩnh Long. Giờ còn nhỏ quá, còn mổ xẻ nữa. Bây giờ về tới đây vô lò thì chú thì gặp người chú thì thôi cũng như nói như chú cũng như còn thua anh em trên xe nước lã nữa. Né tránh tùm lum tùm la, buồn dễ sợ. Về thêm cái lò thì có hai chú cũng nhiệt tình, một người không nhiệt tình. Bây giờ thôi anh ơi, giờ giúp giúp bé đã xong rồi, thôi giúp cho bé thôi chứ mình đừng nghĩ lại ông Tuân nữa. Thì thôi mọi người, thì từ đầu đến cuối thì mọi người cũng đã coi hết những chi tiết rồi. Bé thì nó không ai nó xấu số, nó đi với cái một cái độ tuổi rất là nhỏ. Thì qua đây mang tin cũng nhắn nhủ với các anh chồng hãy cố gắng chăm lo cho vợ mình nhiều hơn tí nữa, tại vì mọi người cũng biết là sau khi sinh thì cái tâm lý và cái trạng thái nó không có được bình thường, nó hơi nó sẽ bị stress nhiều hơn. Nên hả, các anh chồng cố gắng ở bên cạnh chăm lo, tâm sự với vợ mình nhiều hơn và lo lắng cho sức khỏe của vợ mình nhiều hơn, đừng để xảy ra những trường hợp đáng tiếc như vậy nữa. Nói thật sự đứa bé nó rất là vô tội, chỉ vì một cái sự vô tâm của mình. Mình vô tình thôi chứ mình không ấy, mình lo công việc gì đó mình vô tâm, mình bỏ mặc vợ mình một chút xíu thôi, vợ mình bị stress, suy nghĩ nhiều quá rồi đến dẫn đến những cái tình huống ngoài ý muốn mà mình không thể nào mà đỡ kịp, rồi dẫn đến tình trạng cháu bé vô tội. Thì thật sự giờ mang tim cũng không biết nói gì hơn ngoài cái lời chia buồn, chỉ chia buồn với bé Nghi thôi. Thì mong rằng bé Nghi sẽ mau sớm siêu thoát về nơi ngồi cõi cực hàng lạc nha con. Giờ hồi nãy thì thật sự là hai anh em tính là bỏ cái quách xuống rồi về, dự tính là vậy, nhưng mà lại tới đây rồi không thấy người thân, chỉ có chú mà, rồi chú đứng ở ngoài. Rồi hai anh em cố gắng ở lại để đưa tiễn cho bé Nghi
một cái quãng đường hết chung là ngắn thôi, để cho bé Nghi cũng có cái người thân, tuy là người dân nhưng mà mình đối xử với bé như một người thân trong gia đình, đưa bé đi đoạn thì mong rằng bé đi thanh thản. Thì cuối clip mang tim và anh Sơn xin kính chúc quý vị khán giả, các mạnh thường quân trong và ngoài nước có một giấc ngủ thật là say và sáng mai thức dậy và tràn đầy năng lượng để đi làm. Và qua đây thì mong quý vị khán giả có yêu thương anh em trong hội thì đăng ký kinh của hội thiện nguyện BDS và kinh Tám Sang Nhiều Chuyện, kinh Tám Sang Chứng Cơm Ấm Lòng, để qua đó cũng là ủng hộ tinh thần của các anh em để các anh em có nghị lực và nhiều sức khỏe hơn để giúp đỡ được nhiều hoàn cảnh hơn nghe cả nhà. Rồi bye bye và tạm biệt cả nhà, hẹn cả nhà lại những cái video sau và nó vui vẻ hơn chứ đừng có bi kịch như gì nữa. Rồi có thể là xuất viện khỏe, khỏi bệnh xuất viện về thì mang tim rất là mong đi những cái ca đó, rất là vui mừng. Rồi thôi tạm biệt gia đình nha, hai anh em sẽ thẳng bước đi về kiếm gì ăn nữa chứ hồi sáng tới giờ lo cho bé rồi cũng chưa có ăn uống gì luôn. Thôi về anh ơi, đây về kiếm gì bỏ bụng.